Vậy là 100.000 nha, trả tiền mặt thôi. Ủa cái gì? Ủa có lấy tiền hả? Sao tôi không có đem tiền? À đâu có sao đâu. Vậy thì tôi sẽ ghi vào sổ nợ. Ghi xong lại. Ok, bây giờ bà đi được rồi đó. Ok, bye bye. Dạ, cảm ơn. Tiếp theo. Hả? Coi bói hả? Thiệt luôn hả trời? Wow, ủa bộ Gabi biết coi bói hả ta? Mình nghĩ là hả, là Gabi chỉ xạo xạo để mà lấy tiền thôi à. À đúng rồi đó, bà biết cái gì coi bói gì đâu. Ê, thiệt sự mình cũng muốn thử á. Ê, mình cũng muốn thử nữa. Hay là tụi mình muốn đi chung không? Cái gì? Các bạn muốn thử hả? Ờ, sao lại không? Đi thử thôi. Ê, ê, Mimi, đợi em với. Gì vậy trời? Ok, ông chọn một cục đá đi. Tôi chọn cái này. Hôm nay thì ông sẽ gặp một chuyện hơi là xui xẻo đó nha. Nên là ông phải cẩn thận đó. Có nguy hiểm đúng không? Không biết. Rồi, chạy cục đá đây. Rồi, miễn sao biết cẩn thận là được rồi. Bây giờ đưa tôi 100.000. Ok, muốn biết ngày mai nữa thì quay lại nha, bye bye. Tiếp theo. Ủa mà sao nó biết hay quá vậy? Sao nó biết nhanh dữ luôn á? Chọn cục đá thôi mà cũng biết nữa hả? Không hiểu luôn á. Ok, bây giờ muốn hỏi cái gì á thì thầm vô đây cho tôi biết. Ok, bây giờ bà chọn cục đá đi. Bà sẽ vượt qua được bài kiểm tra ngày hôm nay. Đá màu xanh dương có nghĩa rằng là may mắn á, nên là nếu mà bà chọn cái đó có nghĩa là bà hôm nay may mắn lắm á. Trời gì luôn á hả? Nhưng mà chỉ có hôm nay thôi, nên bây giờ chưa tôi 100.000 đây. Ok, chờ tôi vui quá à. Cảm ơn bà nhiều lắm nha. Ê, tới lượt của mình rồi kìa. Ok, mình đi thôi. Tiếp theo. Hello, tụi mình muốn làm chuyện với nhau á. Nay cái đứa này muốn cái gì đây hả? Tụi tôi muốn coi hôm nay có may mắn không. Ok, trước tiên á, tao tin tưởng tụi bay đâu, tại tụi bay không ít tiền nên là tụi bay phải trả trước. Ba đứa là 300.000 đứa đây. Ok, đây nè. Đây. Ok, cảm ơn khách hàng rất là nhiều. Bây giờ xin mời khách hàng chọn đá nha. Mình chọn cái đá này. Mình kéo vậy. Còn mình sẽ chọn cái đá màu tím này. Nếu mà lựa chọn của các bạn thì chắc chắn hôm nay chỉ có hai người may mắn thôi. Còn đó có nghĩa là bạn nó sẽ hôm nay bạn sẽ gặp một tai nạn rất là xui xẻo. Còn hai bạn thì sẽ rất là may mắn ngày hôm nay, tại vì hai bạn chọn đá màu xanh dương. Ok vậy thôi, trả đá lại cho tôi và bye bye. Hả? Cái gì vậy thôi hả? Bà phải giải thích thêm nữa chứ, sao nói gì mà biết ngay mấy con này tôi kiếm chuyện mà. Tao nói những gì tao nói rồi, và bây giờ tụi bay mà muốn thêm biết nữa thì ngày mai trả tiền cho tao thêm. Còn bây giờ bảo vệ xuống này đuổi tụi nó đi coi. Mấy bà đi đi, không có được làm như vậy nữa. Bye bye, còn không biết tay tôi đó. Coi nè, coi tụi mình làm nhiều tiền chưa. Ê, đếm tiền đi. Sao? Sao rồi, có làm sao? Coi gì mà lẹ lắm luôn á. Nhưng mà tụi tôi cũng bị mất 300.000 nữa. Thấy chưa? Biết ngay là nó lừa tiền mà. Ê, mọi người có nghĩ Gabi nói thiệt không vậy? Em sợ hôm nay gặp tai nạn nhiều quá. Ê, chị không nghĩ gì đâu Cici. Chắc là chết nó đúng á, chắc là nó giỡn thôi à. Nói cũng hơi chắc chắn là em không biết nữa. Well, thì bây giờ mình cẩn thận thôi. Hôm nay cả đám mình sẽ đi với nhau nha. Ok chị. Xin lỗi nha. Trời ơi, CC hơn chưa? Em mà ngồi xuống là em bị đập cái đầu luôn rồi đó. Hơn thiệt luôn á. Vậy thì mẹ em đi cũng hơn chứ bộ. Ừ, hay chưa chị nói mà CC. Đúng rồi đó CC. Được mấy cái đó vậy ta? Hay, tự nhiên cái chọn đá cái tụi là sao không hiểu? Mình thiệt sự nghĩ là chắc nó đoán thôi à. Chứ hả, bởi vậy nó mới làm nhanh là nhanh để mà lấy tiền của tụi mình á. Trời, mấy bà còn vẫn còn nói chuyện như cái này á hả? Ê, có ý tưởng này nè. Hay là mấy bà tự học luôn ấy, mấy bà tự mở cái shop kế bên đó luôn. Ê, hay á. Sao mình sẽ vạch trần Gabi ra, sao tụi mình còn giúp được những bạn khác nữa. Wow, hôm nay chat thông minh dữ ta. Tôi giỡn thôi mà, ai biết mấy bà cũng thấy gì đâu. Ê, coi nè, ở đây có chỗ chỉ dẫn thôi nè. Cho mình coi thử coi. Đây nè, đó, em đọc thử coi. Nhiều lắm luôn á. Gì mà nhìn khó quá vậy. Mình đọc mà không hiểu. Ok, hay bây giờ để tối nay mình với CC về nghiên cứu. Ok không? Sao mai nói bạn sao? Ok, được đó. Sẵn sàng chưa? Chúng ta coi nha. Ok chị, em sẵn sàng rồi, học thôi. Cung hoàng đạo chính là sự kết hợp của những ngôi sao ở trong bản đồ sao của các bạn. Và những ngôi sao đó nghĩa là gì thì chúng ta sẽ học nhé. Ủa, cái phần coi đá đâu? Ủa, nó còn nhiều hơn là coi đá hay nọ nữa mà. Vậy có nghĩa rằng là tụi mình đã bị Gabi lừa. Ngày mai em sẽ cho con nó một trận mới được. Thôi, đúng rồi, hay là mình làm theo những gì chat nói đi. Mình sẽ mở một cái shop kế bên Gabi để mà đặt chân bản ra ngày mai luôn. Ok,
chị, mình làm cái đó được á, mình làm cái đó đi. Xong rồi mọi người sẽ biết, xong rồi sẽ không có tin vào đó nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ order đồ đi. Wow, Sammy cũng đồng ý nữa nè. Em lấy đơn của Mimi. Dạ, cảm ơn ạ. Wow, đồ này nhìn còn xịn hơn của Baby nhiều luôn á. Sao, muốn coi may mắn ngày hôm nay không? Nhưng mà mình chỉ có bao nhiêu tiền để ăn sáng thôi à. Trời ơi, ăn sáng cái gì? Muốn coi may mắn không? Wow, shop ở đây nhìn đẹp quá vậy. Wow, các bạn học về cái này nhanh quá vậy. Mình cũng muốn biết Zodiac của mình cũng muốn biết nữa. Cảm ơn mọi người. Wow, hello, mình muốn coi có may mắn ngày hôm nay á. Đương nhiên rồi, bạn giữ tiền đi, mình không lấy tiền đâu. Cái đứa lúc nào cũng là hỏng việc hết trơn á. Đó vậy, chúng ta hãy cùng đi qua đó để mà làm ầm cái này lên mới được. Ê, bé con nhỏ kia, tại sao bắt chước tụi tôi đó hả? Thôi mà bà giặt dám làm cái này nữa, rồi mua mấy cái đá giả này nữa hả? Ê, hello, để mình nói cho bạn nghe nha. Chính bà mới là cái người giả đó, tụi tôi học về cái này hết rồi. Và những cái gì bà làm hả? Không có gì đúng hết trơn á. Còn lý lấy tiền của người khác nữa. Ủa gì, học vậy này luôn á hả? Chứ gì nữa, tụi tôi muốn lấy tiền của tụi tôi, trả lại đây tiền của tụi đây. Cái hả, không hiểu. Ê, tụi tôi muốn lấy tiền của tụi lại nữa. Đồ lừa đảo. Ê, tôi không hiểu mấy bà đang nói gì hết trơn á. La. Bạn qua đây, mình biết cái gì thì mình sẽ chỉ với bạn. Và nếu mà bạn muốn học thì tụi mình học cùng với nhau luôn. Ok, đương nhiên rồi. Sao bây giờ tụi mình bắt đầu từ đâu vậy? Bây giờ thì bạn sinh ngày mấy? Để tụi mình biết đó. Mình sinh ngày 19 tháng 6. Mình là cung gì vậy? Nhanh lên lấy đồ đi, nó dí mình bây giờ. Mình đi nhanh lên.